Bộ Y tế vừa có văn bản hỏa tốc gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trong cả nước về việc tăng cường phòng chống dịch dịp tết nguyên đáng nhâm dần và mùa lễ hội đầu năm 2022. Trong đó, Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp, các sở ban ngành và các tổ chức chính trị triển khai các giải pháp thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch theo nghị quyết 128 của Chính phủ, thực hiện nghiêm công văn số 357 của Bộ Y tế tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong nước về quê dịp Tết không ngăn sông cấm chợ tổ chức chăm lo cho người dân đón tết vận động người dân trở lại làm việc ngay sau kỳ nghỉ nhất là việc hỗ trợ người lao động trở lại thành phố lớn đảm bảo an toàn góp phần phục hồi phát triển kinh tế xã hội